Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành quyết định số 1234 QĐ Ủy ban Nhân dân về việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ. Quyết định do ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình ký. Theo nội dung quyết định, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo kể từ ngày 31 tháng 7 để phục vụ thanh tra việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 15 ngày. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng ban hành quyết định số 1236 QĐ. Ủy ban Nhân dân giao ông Phạm Văn Nghiêm, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phụ trách điều hành hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian ông Nguyễn Viết Hiền bị tạm đình chỉ công tác. Trước đó, Chánh thanh tra tỉnh Thái Bình đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn được giao đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại tỉnh Thái Bình. Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên do ông Phạm Công Dịch, Phó Chánh thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn. 10 thành viên còn lại là các cán bộ phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng thanh tra phòng chống tham nhũng, phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra. Đoàn thanh tra được thành lập để xử lý đơn của công dân và dư luận xã hội phản ánh những bất thường về điểm thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Cụ thể, khi có điểm thi, nhiều phụ huynh, giáo viên một số trường trung học cơ sở trong tỉnh Thái Bình đã bất ngờ và bức xúc bởi điểm số không phản ánh đúng kết quả làm bài của thí sinh. Đặc biệt, nhiều thí sinh điểm thi môn toán được 3 nhưng sau khi phúc khảo, kết quả đạt 9 điểm. Thậm chí, có thí sinh từng đạt giải nhì môn toán kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhưng chỉ được 5,5 điểm. Kết quả phúc khảo của thí sinh được 9,5 điểm môn toán.